Xin chào tất cả các em học sinh cùng quý bậc phụ huynh trước màn hình nhỏ thân mến. Cô là Hồ Thị Hồng Linh, giáo viên của trường tiểu học Thị Điều. Hôm nay cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng các em qua môn tiếng Việt 2 của bộ sách Kết nối tri thức về cuộc sống. Như những bài học trước, các em chuẩn bị cho cô một số đồ dùng học tập như sau. Đó là sách tiếng Việt lớp 2 tập 1, vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1, bút mực, bút chì và gôn. Các em cố gắng ngồi học thật nghiêm túc nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô nghĩ các em đã sẵn sàng rồi. Vậy chúng ta sẽ vào bài học. Bây giờ các em hãy cho cô biết. Các em hãy nêu tên những quyển sách mà các em đã đọc được, giới thiệu về một cuốn sách mà em thích nhất. Cô nghĩ rằng các em đã nêu được rất nhiều tên những cuốn sách mà các em đã đọc được. Và các em cũng giới thiệu rất hay đến cho bạn bè mình cùng nghe cuốn sách mình thích nhất. Và sau đây cô cũng giới thiệu thêm cho các em một vài cuốn sách. Các em như vậy chúng ta khi đọc sách thì sách mang lại cho chúng ta biết bao là điều thú vị. Để biết thêm những cái lợi ích khi đọc sách như thế nào, hôm nay cô sẽ cùng với các em tìm hiểu qua bài thơ Khi trang sách mở ra của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Bây giờ các em hãy mở sách cho cô trang 66 và lắng nghe cô đọc. Khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Giạt rào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Vậy để giúp cho các em nắm bắt bài đọc được dễ dàng hơn, cô sẽ chia bài thành 4 đoạn. Và mỗi đoạn là tương ứng với một khổ thơ, các em chú ý nhé. Đoạn 1 là khổ thơ thứ nhất. Đoạn 2 là khổ thơ thứ hai, đoạn 3 là khổ thơ thứ ba và đoạn 4 là khổ thơ còn lại. Cô mời các em đọc bài. Cô nghĩ rằng các em đọc khá to rồi đấy, nhưng các em chú ý cho cô trong bài một số từ mà các em dễ nhầm lẫn. Đó là từ khoáng, các em chú ý cho cô được viết với vần oan, khoáng. Từ buồm được viết với vần uôm, buồm. Từ ướt được viết với vần ướt, các em chú ý. Cô mời các em đọc lại nào. Các em đọc khá tốt rồi đấy. Vậy để giúp cho các em nắm bắt hơn về bài đọc tốt hơn, cô sẽ hướng dẫn các em cách ngắt từng nhịp trong khổ thơ. Các em hãy chú ý, trong khổ 1, hai dòng đầu các em ngắt theo nhịp 3-2. 4 dòng còn lại các em sẽ ngắt theo nhịp 2-3 và hết mỗi dòng thơ các em cần ngắt hơi, hết khổ thơ thì các em nghỉ hơi. Ở khổ thơ thứ hai, các em chú ý cho cô dòng 1, dòng 3 và dòng 4 các em ngắt theo nhịp 3-2. Dòng 2 các em ngắt theo nhịp 2-3. Và khổ thơ thứ ba, các em chú ý cho cô dòng 1, dòng 3 và dòng 4 các em ngắt theo nhịp 2-3. Dòng 2 các em hãy ngắt theo nhịp 3-2. Và khổ thơ thứ tư, dòng 1,
dòng 2, dòng 3, các em nhắc theo nhịp 2, 3. Dòng 4, các em nhắc theo nhịp 3, 2. Vậy, các em lắng nghe cô đọc mẫu lại. Khổ 1, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Và cô sẽ giữ hướng dẫn thêm các em. Khổ 3, trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu, trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Bây giờ cô mời các em đọc lại. À, lần này cô lại nhìn thấy các em đọc tụt đến nhiều rồi. Vậy các em chú ý cho cô. Trong câu bắt đầu là cỏ dại. Vậy cỏ dại là có nghĩa như thế nào? À, cỏ dại là cỏ mọc tự nhiên đấy các em ạ. À. Và các em lắng nghe câu. Thứ đến là cánh chim. Vậy thứ đến có nghĩa là gì? À, thứ đến là sau đó. Vậy để giúp cho các em nắm bắt lại bài đọc tủ hơn nữa, các em hãy lắng nghe cô đọc lại bài. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Dạt dào viết sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Bây giờ cô mời các em đọc lại bài. À, lần này cô đã nhận thấy các em đọc bài tốt hơn rất là nhiều. Vậy để giúp cho tiết học được thoải mái hơn, cô mời các em lắng nghe một bài hát nhé. Hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai rồi về lắc lắc cây hồng. Chân bay lên thật cao, bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào. Nắng tay chạm vai, giơ chân xoay một vòng, cười lên. Chúng mình làm lại nha. 1, 2, 3. Mình là cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai rồi bé lắc lắc cây hồng. Chân bé lên thật cao, bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bé xoay một vòng cùng cười to lên nào. Các em nghe nhạc xong đã thấy thoải mái chứ nào? Cô nghĩ các em đã thoải mái rồi đó. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bài học nhé. Bây giờ cô cùng với các em đi vào hoạt động tiếp theo, gọi là phần trả lời câu hỏi. Các em hãy sắp xếp các sự vật sau theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ đầu. Cô nghĩ rằng các em đã sắp xếp được rồi. Vậy cô cùng với các em kiểm tra lại kết quả nhé. Sự vật đầu tiên đó là cỏ dại.
tiếp đến là cánh chim và trẻ con, cuối cùng là người lớn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu thứ hai. Ở khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ đã thấy những gì trong trang sách? Để giúp cho các em dễ dàng nhìn ra, các em hãy quan sát những bức tranh sau. À, cô nghĩ rằng các em đã tìm ra được những thứ mà bạn nhỏ thấy được trong trang sách, đó là biển, cánh buồm, rừng, gió, lửa, ao và dế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu thứ ba. Theo em, khổ thơ cuối ý nói gì? Các em hãy quan sát lại khổ thơ cuối và tìm cho cô. Câu A, trong trang sách có tiếng sóng vỗ. B, trong trang sách có mây trời đang bay. C, trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống. À, cô nghĩ rằng các em đã tìm ra được rồi. Đó là trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống. Bây giờ các em hãy xem tiếp câu thứ 4 cho cô. Tìm những tiếng có vần giống nhau ở cuối các dòng thơ. Các em hãy đọc thầm lại bài thơ và tìm cho cô nào. À, cô nghĩ rằng các em đã tìm ra được rồi. Ở trong khổ thơ thứ nhất, đó là có các tiếng lại và dài, có vần cuối là vần ai. Trong khổ thơ thứ ba, các em tìm được đó là tiếng đâu và sâu, có vần âu. Và trong khổ thơ thứ bốn thì các em tìm ra được tiếng gì và đi. Các em à, như vậy khi chúng ta đọc sách, sách đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều thú vị. Như vậy chúng ta cần làm gì để biết thêm những cái điều mới ở trong những trang sách đó? À đúng rồi các em à, đó là chúng ta phải cần chăm chỉ đọc sách. Chính đó cũng là nội dung của bài học hôm nay. Bài thơ khuyến khích mọi người phải chăm chỉ đọc sách. Sách mở ra trước mắt cho chúng ta là cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Cô mời các em nhớ lại nó. Chỉ vậy, để giúp cho các em đi vào phần luyện tập tốt hơn, cô mời các em đọc lại bài. Bây giờ các em hãy tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ thứ hai hoặc khổ thơ thứ ba. Các em có thể tìm được trong khổ thơ thứ hai hoặc khổ thơ thứ ba. Như vậy, để giúp cho các em dễ dàng tìm ra được từ chỉ sự vật, các em nhớ lại cho cô, từ chỉ sự vật đó là những từ nói về cây cối hoặc đồ vật hoặc là con vật. À, cô nghĩ rằng các em đã tìm ra được rồi. Trong khổ thơ thứ hai có những từ chỉ sự vật như sau. Đó là trang sách, là biển, là cánh buồm, là rừng và gió. Ở trong khổ thơ thứ ba thì cũng có những từ là trang sách, là lửa, là giấy, là ao. Bây giờ các em sẽ đi vào câu thứ hai cho cô nào. Các em hãy đặt một câu về một cuốn truyện. Vậy để giúp cho các em dễ dàng đặt câu hơn, cô sẽ giới thiệu cho các em qua câu chuyện Tích Chu. Các em hãy quan sát bức tranh nhé. À,
Các em có thể nói được đây bức tranh nói về cậu bé Tích Chu, thì câu chuyện Tích Chu nói về tình cảm ba cháu. Như vậy các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô những câu khác nữa. À, cô nghĩ rằng các em đã tìm ra được rất nhiều câu để nói về một cuốn truyện mà mình yêu thích. Ví dụ như câu Trường cổ tích Việt Nam rất hay, hoặc là câu chuyện Sự tích cây vũ sữa nói về tình cảm mẹ và con, vân vân. Và các em hãy chú ý cho cô khi các em nói, nhưng khi viết các em chú ý đầu câu hoặc có tên riêng ở trong câu thì chúng ta cần viết hoa, và cuối câu thì chúng ta phải cần có dấu chấm các em nhé. Qua bài tập đọc hôm nay, cô mong các em cố gắng chăm chỉ đọc sách nhiều hơn nữa, bởi vì sách mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều thú vị. Và các em cũng cần khuyến khích người thân của mình chăm đọc sách hơn trong những giờ rảnh rỗi. Vậy, trong tiết học này, cô nhận thấy các em học tập rất tích cực, cô khen tất cả các em. Và giờ học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô xin chào tạm biệt.